Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ 6 ngày 29 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đại hội 13 của Đảng hôm nay là đáng. Đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Quảng Nam dự dám niềm tin vào đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bản thân tôi thì rất là tin tưởng vào. Triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn mới hiện nay. Phỏng vấn lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh về chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Thưa quý vị, sau một ngày rưỡi thảo luận dự thảo các văn kiện đại hội 13 của Đảng, đã có 36 ý kiến phát biểu tại hội trường và 788 ý kiến phát biểu tại đoàn về các văn kiện đại hội lần này. Hôm qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Sau đó các đại biểu về thảo luận tại đoàn. Trong ngày làm việc hôm nay, đại hội tiếp tục làm việc với nội dung đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19 và sự lây lan nhanh của chủng virus mới, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm COVID lần thứ 3 cho phóng viên phục vụ Đại hội Đảng. Theo đó, sáng nay ngày 29 tháng 1, các cán bộ, phóng viên tác nghiệp, nhân viên phục vụ tại Đại hội Đảng lần thứ 13 đã được xét nghiệm COVID lần thứ 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội, toàn bộ đại biểu, các cán bộ, phóng viên tác nghiệp, nhân viên phục vụ Đại hội Đảng đã được xét nghiệm COVID 2 lần. Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Các phóng viên, cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội 13 đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị, hòa vào niềm vui phấn khởi chung của đất nước, đồng bào các dân tộc thiểu số đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đặc biệt, với riêng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam, những già làng, người có uy tín cũng hướng về đại hội với cảm xúc tự hào, gửi gắm niềm tin vào sự thành công của đại hội. Mời quý vị cùng nghe những tâm tư của những già làng, người có uy tín ở miền núi Quảng Nam hướng về đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đại hội 13 của Đảng hôm nay là Đảng và nhà nước chúng ta tôi là rất quan tâm và chủ động thêm để vùng dân tộc thiểu số để làm sao là bảo vệ qua đại hội Đảng. Thứ hai là bảo vệ chuẩn bị là nhân sự lựa chọn những người có đức có tài. Mà tôi cũng đề nghị là tiếp tục là phát triển về kinh tế, nhất là quan tệ khó khăn, đường xá đi lại. Thứ hai là cái con cháu học hành để làm công trình bê tông đi lại, cái nhà vệ sinh, nước sạch. Qua cái đại hội này sẽ bầu ra được một cái ban chấp hành. Thứ nhất là phải có tâm, có tầm và có trình độ để lãnh đạo, nào lái con thuyền đất nước đi lên. Và làm sao đặc biệt là những cái nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân quan tâm, đặc biệt là phát huy cái kết quả của cái đại hội lần thứ 12 trên cái lĩnh vực là chống tham nhũng và tiêu cực. Đấy là vấn đề mà có thể nói là dân quan tâm nhiều nhất. Cũng rất phấn khởi thì vừa là đón xuân và mừng Đảng thì trong khi đại hội 13 này thì chúng tôi thì là đồng bào ở đây thì là người cái dân tộc ở đây thì cũng nói chung đều hướng về Đảng, mong rằng là Đảng cũng có nhiều cái chính sách mới với là làm sao thì cái nhà nước cũng như là bà con đây hỗ trợ bà con đây cái cuộc sống đây nó đầy đủ hơn. Chuyển sang các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo mọi người dân đón Tết an toàn lành mạnh và đặc biệt đón Tết không Covid, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang và Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười chủ trì hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt này. Tham dự có đại diện các sở ban ngành ở tỉnh. Sau 57 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng, đến ngày 28 tháng 1, Việt Nam đã ghi nhận có 100 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, 84 ca tại Hải Dương, 13 ca Quảng Ninh, 1 ca Hải Phòng, 1 ca Bắc Ninh và 1 ca Hà Nội. Trước diễn biến hết sức nghiêm trọng
của dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Quảng Nam thời gian đến cần tiếp tục kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, nắm bắt thông tin các ca bệnh, tiếp tục tăng cường giám sát, nhất là các trường hợp có các ca bệnh dương tính, các trường hợp F1, F2, khoanh vùng xử lý triệt để. Vừa qua, tỉnh Quảng Nam có 48 trường hợp về từ hai địa phương, đó là tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, và đến nay đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà. Đây là thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề. Nhu cầu người địa phương đi làm ăn xa trở về quê hương ăn Tết nên kích hoạt lại đội phản ứng nhanh. Tổ chức ứng trực 100%, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra, đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị các đơn vị địa phương phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng tránh gây hoang mang, dao động đối với nhân dân. Cần phải khai báo y tế đầy đủ, thực hiện cách ly y tế tại nhà nghiêm ngặt. Tôi đề nghị là các địa phương, nhất là các ngành, theo dõi chặt chẽ tình hình bà con nhân dân, rồi người ở từ các cái địa phương nhiễm có trường hợp mắc COVID về Quảng Nam. Những trường hợp này là phải được theo dõi chặt chẽ và có xử lý. Nhất là 35 cái điểm mà đã được công bố để có cái hướng xử lý. Theo cái hướng là xử lý là về từ vùng dịch, tiếp xúc F0 là phải được cách ly và tôi đề nghị là 21 ngày. Mọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời các cơ quan truyền thông tăng cường công tác truyền thông, phổ biến kịp thời tình hình và các biện pháp ứng phó với tình hình dịch. Tuyên truyền vận động những người về từ các địa phương, khu vực có ổ dịch phải khai báo với cơ quan y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và giám sát đúng quy định. Hôm nay ngày 29 tháng 1, Sở Y tế Quảng Nam đã có công văn về việc tăng cường lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người từ các địa phương có ca dương tính về Quảng Nam. Theo đó, để chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai việc xét nghiệm và gửi mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người từ các địa phương có ca dương tính về Quảng Nam như sau. 1. Đối với những đối tượng cách ly y tế tập trung, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 2 lần theo quy định. Lần 1 vào ngày bắt đầu cách ly y tế tập trung. Lần 2 vào ngày kết thúc cách ly y tế tập trung. 2. Đối với những đối tượng cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 2 lần. Lần 1 vào ngày cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Lần 2 vào ngày kết thúc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Để cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như thông tin các trường hợp lấy mẫu bệnh phẩm SARS-CoV-2, đề nghị các đơn vị gửi bản mềm danh sách lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 về địa chỉ email báo cáo dịchquynam@gmail.com trước khi gửi bản mẫu và bản dấu đỏ kèm theo mẫu xét nghiệm về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, địa chỉ 129 Trần Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về đề tài ứng dụng GIS và phương pháp AHP để xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Đây là đề tài nghiên cứu của thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Tam Kỳ vừa đạt giải nhất trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh năm 2020-2021. Tại buổi làm việc, nhóm nghiên cứu cho biết nhiệm vụ của dự án là phân tích đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát sinh trượt lở đất ở huyện Hiệp Đức. Trên cơ sở phân tích hiện trạng trượt lở đất, dự án đã phân tích, đánh giá vai trò của từng nhân tố tác động đến sự phát sinh trượt lở đất, từ đó thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở đất của huyện Hiệp Đức, đề xuất, khuyến nghị các giải pháp phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do trượt lở đất gây ra. Dự án được thực hiện theo phương pháp bản đồ và hệ thông tin địa lý GIS, phương pháp đánh giá nguy cơ trượt lở đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Cái mục tiêu ban đầu của các em đó là xây dựng nên cái bản đồ như này thì nó giúp cho địa phương có cái bản đồ quy hoạch, phân vùng quy hoạch dân cư hoặc là cảnh báo đối với nhân dân. Ví dụ như khi chúng ta mà đến với những cái vùng nguy cơ cao đó, chúng ta in cái bản đồ đó ra và chúng ta để đó à, và bà con sẽ thấy ồ, các nhà khoa học đã tính toán cái vùng này nó nguy cơ cao, thì khi mà trời mưa hay sắp mưa lớn hay sắp có bão thì người dân sẽ tự động không đi đến cái vùng nguy hiểm đó, hoặc những nhà dân mà đang nằm trong vùng nguy cơ cao thì người dân thấy đó và người dân sẽ tự ý thức và có thể là chuyển đến cái vùng an toàn hơn để sinh sống, thì nó sẽ
tránh đi những cái thảm kịch mà đã diễn ra trên cái địa bàn Quảng Nam chúng ta. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức cho rằng việc nghiên cứu xây dựng bản đồ dự báo sạt lở núi trên địa bàn huyện là cần thiết. Điều này sẽ giúp chính quyền và nhân dân có các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại. Trong thời gian đến, huyện sẽ hỗ trợ để hoàn thiện dự án, qua đó hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng bản đồ cảnh báo vùng nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Chiều nay tại phim trường Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Nam phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân lần thứ 18 Xuân Tân Sửu năm 2021, trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Nam đã trao 50 phần quà gồm nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ Tết và tiền mặt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phản ánh trong tiết mục Địa chỉ từ thiện và kết nối những mảnh đời trong năm 2020. Hầu hết các gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, có người thân không may đau ốm bệnh tật. Nhiều trường hợp là lao động chính của gia đình. Một số trường hợp là các em nhỏ mồ côi cha lẫn mẹ, nhiều cụ già neo đơn, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn. Tôi hôm nay tôi tham gia cái chương trình Ấm tình mùa xuân của do Ngân hàng Sacombank. Tôi rất là vui mừng và phấn khởi được sự quan tâm của các cấp đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, có được một cái mùa xuân ấm áp. Một lần nữa là chúng tôi là rất là cảm ơn. Đây là năm thứ 5, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Nam đồng hành cùng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân, trao quà hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Những món quà tuy không quá lớn về mặt vật chất nhưng phần nào tiếp thêm động lực giúp các hoàn cảnh kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, đón một cái Tết cổ truyền dân tộc đầy đủ, ấm áp hơn. Được biết, từ ngày 18 tháng 1 năm 2021 đến nay, chương trình không chỉ thực hiện ở Quảng Nam mà được Sacombank thực hiện rộng khắp trên cả nước, mang hàng ngàn suất quà đến đồng bào nghèo trong những năm qua với tổng trị giá lên đến 4,8 tỷ đồng. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình Tết Người Nghèo Xuân Tân Sửu 2021. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên và Liên đoàn Lao động huyện trao tặng tổng cộng 275 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà Tết trị giá 300.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền và quà gần 360 triệu đồng. Đây là nguồn được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện và sự hỗ trợ của công ty cổ phần xây dựng công trình 469. Chuyển sang một số tin tức trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì buổi tiếp công dân Phan Xuân Đi, khối phố Phước Tân, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, theo ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Phan Xuân Đi có đơn khiếu nại về việc gia đình ông khai hoang sử dụng ổn định phần đất tại thửa 2/1, tờ bản đồ 23, diện tích 1.091 m² tại khối phố Phước Tân, phường Cửa Đại từ năm 1965 đến nay. Không tranh chấp, song Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ việc đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Đi. Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên Môi trường công bố kết quả thẩm tra xác minh với nội dung có cơ sở pháp lý để chấp nhận đơn khiếu nại của ông Phan Xuân Đi, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm với diện tích 1.091 m² tại phường Cửa Đại. Căn cứ kết quả xác minh, thẩm tra và ý kiến các bên tại phiên đối thoại, đối chiếu các quy định, Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị chấp nhận khiếu nại của công dân, yêu cầu thành phố Hội An tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông theo như kết quả thẩm tra xác minh. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống công nhân, người lao động. Với vai trò chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đời sống người lao động. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam về các nội dung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, như mọi năm thì mỗi dịp Tết đến xuân về thì Liên đoàn Lao động tỉnh lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho người lao động. Vậy thì năm nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì hoạt động này được triển khai như thế nào thưa bà? Thì trong năm qua thì các cấp công đoàn cũng luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, cộng đồng, các doanh nghiệp. Cho nên công đoàn cũng đã phối hợp tổ chức rất là nhiều các hoạt động đa dạng và phong phú nhằm thiết thực chăm lo cho đời sống của đoàn viên và người lao động. Trong đó thì nổi lên là cái việc chăm lo cho người lao động nhân cái dịp Tết cổ truyền. Trước, trong và sau Tết thì các cấp công đoàn đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình đời sống, việc làm của người lao động, phối hợp với lại chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cũng như là tham tặng quà Tết, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong cái dịp Tết vừa qua thì có hơn 100.000 xuất quà được trao tặng đến cho đoàn viên, người lao động với số tiền là hơn 25 tỷ đồng. Thì cái điểm mới của cái năm vừa qua thì công đoàn các khu công nghiệp đã tổ lần đầu tiên đã tổ chức được cái chuyến xe công đoàn đưa 212 đoàn viên công nhân lao động ở xa quê mà nhiều năm liền thì chưa có điều kiện về quê ăn Tết, và nó đây là cái điểm rất là mới thể hiện cái sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với là người lao động. Thưa bà, năm 2021 thì với ý nghĩa thiết thực, chương trình Tết Xuân Vầy tiếp tục được tổ chức. Vậy thì bà có thể khái quát sơ về chương trình ý nghĩa này được không ạ? Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức các chương trình Tết Xuân Vầy kết nối y tương tại trung tâm văn hóa của huyện Duy Xuyên. Tại chương trình này thì Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao 400 xuất quà. Mỗi suất thì trị giá 1.200.000 gồm có tiền mặt và quà cho 400 công nhân lao động. Đồng thời là trao hỗ trợ xây dựng mới 45 nhà máy ấm công đoàn và trao hỗ trợ vé xe cho gần 300 đoàn viên người lao động để mà có cái điều kiện ở xa về quê ăn Tết. Vâng, xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp theo là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp.